Cô chào tất cả các con. Tuần này chúng ta sẽ học thêm một chủ đề mới, đấy là những người quả cảm. Các con quan sát tranh minh họa trên màn hình và chụp cho cô biết tranh vẽ những ai. À, tranh vẽ anh Nguyễn Văn Trỗi, chị Võ Thị Sáu, anh Kim Đồng và anh Nguyễn Bá Ngọc. Đây là những người con ưu tú của đất Việt, những người con anh dũng dám hy sinh bản thân mình vì lý tưởng cao đẹp. Bài đầu tiên của chủ đề các con sẽ được tìm hiểu hai nhân vật với hai thái độ rất khác nhau, đó là nhân vật trong bài tập đọc Khuất phục tên cướp biển của nhà văn Stevenson. Ở bài này chúng ta đọc với giọng đọc như sau. Toàn bài đọc với giọng rõ ràng, dứt khoát, gấp gáp dần theo diễn biến câu chuyện. Lời tên cướp thì cục cằn, hung dữ, lời bác sĩ Ly thì điềm tĩnh, kiên định, đầy sức thuyết phục. Trước tiên cô sẽ đọc mẫu và trong khi cô đọc mẫu các con nhớ đọc theo cho cô và gạch chân từ khó đọc cho cô biết bài này sẽ được chia làm mấy đoạn. Tập đọc Khuất phục tên cướp biển. Tên cướp tàu ấy cao lớn vạm vỡ, da lưng sạm như gạch nung. Trên má hắn có một vết sẹo chém dọc xuống trắng bệch. Hắn uống lắm rượu đến nỗi nhiều đêm như lên cơn loạn óc, ngồi hát những bài ca man rợ. Một lần, bác sĩ Ly, một người nổi tiếng nhân từ, đến thăm bệnh cho ông chủ quán trọ. Tên cướp tàu lúc ấy đang ê a bài hát cũ. Hát xong, hắn quen lệ đập tay xuống bàn quát mọi người im. Ai nấy thính thít, riêng bác sĩ vẫn ôn tồn giảng cho ông chủ quán trọ cách trị bệnh. Chúa tàu trừng mắt nhìn bác sĩ quát: "Có con mồm không?" Bác sĩ điềm tĩnh hỏi: "Anh bảo tôi phải không?" Thì tên chó tàu cục cằn bảo: "Phải." Bác sĩ nói: "Anh cứ uống rượu mãi như thế thì đến phải đón anh đi nơi khác." Cơn tức giận của tên cướp thật dữ dội. Hắn đứng phắt dậy, rút dao ra, lăm lăm chực đâm. Bác sĩ Ly vẫn dõng dạc và quả quyết: "Nếu anh không cất dao, tôi quyết làm cho anh bị treo cổ trong phiên tòa sắp tới." Chồng bác sĩ lúc này với gã kia thật khác nhau một trời một vực. Một đằng thì đức độ hiền từ và nghiêm nghị, một đằng thì nanh ác hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng. Hai người gườm gườm nhìn nhau. Rốt cục tên cướp biển cúi gằm mặt, cha dao vào, ngồi xuống lò bầu trong cổ họng. Một lát sau, bác sĩ lên đường. Từ đêm ấy, tên chúa tàu im như thóc. Theo Stevenson. Bài này cô sẽ được chia làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất, từ đầu cho đến bài ca man rợ. Bài thứ hai, một lần cho đến phiên tòa sắp tới. Và đoạn thứ ba và đoạn còn lại. Tiếp theo cô và các con sẽ cùng nhau luyện đọc một số từ khó trong bài. Vạm vỡ, loạn óc, điềm tĩnh, trắng bệch, trắng bệnh. Bác sĩ. Vạm vỡ, loạn óc, điềm tĩnh, trắng bệnh. Bác sĩ. Có cơm mồm không? Đây giọng đọc quát lớn của tên cướp biển. Anh bảo tôi phải không? Giọng đọc điềm tĩnh của bác sĩ Ly. Tiếp theo cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu một số nghĩa của một số từ khó trong bài. Bài ca man rợ nghĩa là gì? Bài ca man rợ có nghĩa là bài hát có nội dung và âm điệu gợi cảnh tượng dã man, tàn bạo. Cô ví dụ, tên cướp biển hát những bài ca man rợ khiến ai cũng khiếp sợ. Nín thít nghĩa là gì? Nín thít nghĩa là im bặt. Cô ví dụ, tên cướp biển đập tay xuống bàn quát lớn khiến ai cũng sợ hãi và nín thít lại. Gườm gườm nghĩa là nhìn không chớp mắt vào người nào đó với vẻ giận dữ, đe dọa. Lao bao có nghĩa là nói nhỏ trong miệng, tỏ vẻ bực dọc, khó chịu. Cô ví dụ, anh ấy đang bực dọc, khó chịu việc gì đó, cứ đi tới đi lui, lao bao trong miệng.
dẫn các con cách nhấn giọng ở một số từ ngữ. Các con chú ý những cái từ ngữ mà cô đã đánh dấu bằng màu đỏ nhé. Cô sẽ đọc mẫu trước một lần. Chúa Tàu trừng mắt nhìn bác sĩ Ly quát. Có cơm mồm không? Bác sĩ Ly điềm tĩnh hỏi. Anh bảo tôi phải không? Tên Chúa Tàu cục cằn bảo. Phải, bác sĩ Ly nói. Anh cứ uống rượu mãi như thế thì đến phải tấu anh đi nơi khác. Cơn tức giận của tên cướp thật dữ dội. Hắn đứng phắt dậy, rút dao to ra, lăm lăm trực đâm. Bác sĩ Ly vẫn dõng dạc và quả quyết. Nếu anh không cất dao, tôi quyết làm cho anh bị treo cổ trong phiên tòa sắp tới. Các con chú ý nhấn giọng ở những cái từ ngữ màu, những cái từ cô đã đánh dấu màu đỏ để thể hiện rõ thái độ của bác sĩ Ly và tên Chúa Tàu nhé. Cô đọc lại một lần. Chúa Tàu trừng mắt nhìn bác sĩ Ly quát. Có cơm không không? Bác sĩ Ly điềm tĩnh hỏi. Anh bảo tôi phải không? Tên Chúa Tàu cục cằn bảo. Phải, bác sĩ nói. Anh cứ uống rượu mãi như thế thì đến phải tấu anh đi nơi khác. Cơn tức giận của tên cướp thật dữ dội. Hắn đứng phắt dậy, rút dao ra và lăm lăm trực đâm. Bác sĩ Ly vẫn dõng dạc và quả quyết. Nếu anh không cất dao, tôi quyết làm cho anh bị treo cổ trong phiên tòa sắp tới. Cô vừa hướng dẫn các con cách luyện đọc và giải nghĩa một số từ khó. Trước khi chuyển sang phần tìm hiểu bài, các con nhớ đọc lại bài cho cô 3 lần và trả lời thật tốt một câu hỏi cho cô nhé. Cô chào tạm biệt tất cả các con.